Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn, phần mềm phi lợi nhuận. Phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn tập dự tuyển công chức viên chức, nâng ngạch công công chức. À, các bạn à, sau khi kết nối Zalo với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được các tin nhắn video bài giảng. Các bạn xem video bài giảng của thầy miễn phí, phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn các bạn có nhu cầu học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm vn các bạn hãy kết nối zalo với thầy giáo thạc sĩ lê văn quang theo số điện thoại 0912 595654 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn. Hôm nay tôi minh họa cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm vn thông qua các bạn học câu hỏi trắc nghiệm cho luật kiểm toán nhà nước. Thì các bạn phải học như thế nào? các bạn tải cái file luật kiểm toán nhà nước trên Google, sau đó các bạn lưu vào file uất và lưu trên máy tính của các bạn à, trước khi học các bạn mở cái file này lên thì nó chia lấp mất màn hình thì các bạn thấy đây là một cái file luật à, kiểm toán nhà nước à, nó rất là dài nó rất nhiều thông tin vì vậy làm thế nào để chúng ta nắm tốt được cái luật này thì thông qua học câu hỏi trắc nghiệm chúng ta phân giã cái tài liệu này ra làm nhiều ý nhỏ mỗi một ý nhỏ dạy là một câu hỏi trắc nghiệm thì như vậy các bạn học rất là tốt và hiểu rất là sâu sắc à, giới thiệu với các bạn như vậy và kỳ thi chính thức diễn ra mà thi hình thức trắc nghiệm thì các bạn không bỡ ngỡ và không lúng túng à, các bạn thấy chia lớp màn hình rồi thì các bạn chỉ mũi tên chuột vào nốt điều khiển cửa sổ là nốt dấu trừ nhấn nốt trái thì nó thu nhỏ các bạn lại chỉ mũi tên vào biểu tượng thu nhỏ nhấn nút trái nó mở lên đối với Windows, đâu nó nằm bên góc tay phải trên cùng màn hình các bạn macbook nằm bên tay trái các uh, nốt điều khiển cửa sổ sau đó các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn à, trình duyệt nào cũng được à, thí dụ google chrome firefox hay là à, trình duyệt cốc cốc của việt nam rất là tốt các bạn khởi động trình duyệt xong các bạn thấy à, đưa con trỏ vào cái thanh địa chỉ trên cùng này các bạn gõ cái cái cụm từ à, http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo thì báo cho trình duyệt các bạn biết các bạn sẽ duyệt theo cái giao thức là http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo rồi sau đấy là cái tên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm vn sau đó các bạn ấn enter các bạn kiểm tra xong à, tên đúng rồi cái giao thức đúng rồi à, giao thức là trình duyệt chúng ta dùng cái giao thức http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo ta ấn enter thì xuất hiện cái giao diện như trên màn hình à, mới đúng. Nếu không đúng cái giao diện như thế này là các bạn gọi nhầm tên à, phần mềm, à, không đúng hình thức trang nghiệm chấm viên, hoặc là không đúng cái tên giao thức để các bạn báo cho trình duyệt trên máy tính của các bạn biết. Thì trong trường hợp các bạn xử lý không được thì các bạn phải làm thế nào? Thì trình duyệt nó đã nhớ sai à, cái vấn đề rồi, à, cụm từ các bạn gọi rồi, thì các bạn phải xóa lịch sử trình duyệt trên máy tính của các bạn sau đó các bạn shut down Windows các bạn tắt nguồn điện máy tính sau đó các bạn mở máy tính lên bật nguồn điện lên các bạn khởi động lại máy tính rồi các bạn gõ à, khởi động trình duyệt các bạn gõ lại à, cái giao thức là http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo hình thức trách nhiệm chấm viên thì nó sẽ xuất hiện cái giao diện à, như trên màn hình các bạn đang thấy thì mới đúng các bạn có cái danh mật khẩu ở mục nào chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi à, các bạn để nhầm con trỏ sang mục khác là không đăng nhập được viên chức ở phía dưới công chức ở phía trên à, cũng lưu ý thêm là máy tính nối mạng nội bộ của cơ quan thì các bạn không duyệt được cái trình duyệt à, hình thức trách nhiệm vn nó không cho phép trình duyệt không cho phép à, đăng nhập vào cái trang này vì máy tính kết nạp kết nối nội bộ vì thế các bạn chỉ học được trên máy tính cá nhân của các bạn học trên điện thoại cũng được nhưng mà bộ nhớ điện thoại thì nó không đủ vì nó chậm lắm vì phần mềm có rất nhiều dữ liệu cho nên các bạn nên học trên máy tính thí dụ các bạn ôn à, dự tuyển công chức thì các bạn để tại à, dự tuyển công chức các bạn ôn nâng ngạch thì các bạn để con trỏ tại nâng ngạch công chức à, các bạn sau đó các bạn nhấn nút trái thì phần mềm yêu cầu các bạn phải nhập ký danh mật khẩu đăng ký từ xa thì gọi là ký danh trong phòng thi gọi là số báo danh À, khi các bạn có được cái danh mật khẩu các bạn phải bí mật vì sao là phải bí mật vì người khác biết được đăng nhập phần mềm nó sẽ xung đột với các bạn các bạn không đăng nhập được à, như vậy vào phần mềm xong các bạn thấy trong cái trang này nó có trên 200 tài liệu rồi các bạn chỉ chọn những cái tài liệu để các bạn ôn tập là theo đề cương của các bạn để các bạn vượt qua kỳ thi rồi còn thời gian các bạn có thể học thêm các tài liệu khác để khi trúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn. Như vậy các bạn học sẽ có hai mục mục tiêu hay là mục tiêu kép. À, chúng ta học để có kiến thức, chúng ta vượt qua kỳ thi, chúng ta học để có kiến thức khi trúng tuyển làm việc tốt hơn. Đó là mục tiêu kép. Còn cụ thể ra là hai mục tiêu. À, các bạn cái di chuyển từ trên xuống dưới, các bạn chọn đúng cái tài liệu các bạn cần. Tôi đang di chuyển cho các bạn thấy đã trên 200 tài liệu rồi. À, giới thiệu với các bạn như vậy. À, các bạn cứ bình tĩnh các bạn tìm thôi vì nó trong một cái trang này hết Cứ duyệt từ trên xuống dưới các bạn học từng tài liệu hết tài liệu này đến tài liệu khác đó cứ như vậy là các bạn sẽ à, sẽ học và nắm rất tốt và tôi sẽ trình bày với các bạn phương pháp học như thế nào đó để kỳ thi chính thức diễn ra ra đề cứu gì các bạn cũng làm được đó là cái phương pháp học tốt nhất tức là à, học phải hiểu nội dung rồi các bạn có phương pháp tư duy hình thành cái phương pháp tư duy rồi hình thành cái năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn thì các bạn à, sẽ hiểu được tránh trường hợp chạy show đi tìm cơ hội trách nghiệm để học thì bao giờ học cho hết được thì các bạn cứ học hiểu nội dung thì đây là cái kinh nghiệm dạy à, cho sinh viên trường đại học à, các sinh viên mà à, thầy thấy rằng là hiểu bài thì kỳ qua kỳ thi hết môn rất là dễ dàng và khi ra trường làm việc rất tốt cho nên các bạn phải học theo cái phương pháp tư duy. Tôi sẽ trình bày với các bạn cái phương pháp đó. Thì đây là cái kinh nghiệm dạy đại học thầy giáo rút ra được là phải dạy cho sinh viên là phải hiểu bài. Rồi có phương pháp tư duy, rồi rồi dần dần hình thành cái năng lực ứng dụng kiến thức của thực tiễn. Và đặc biệt kỳ thi các bạn phải làm được hệ thống câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất phân loại học viên. Kỳ thi mà phải phân loại được em này hơn em kia là ở chẳng ở các cái câu hỏi các bạn phải thấy rằng cái năng lực tư duy cao một chút các bạn mới làm được à, đấy chứ còn loại câu hỏi nhận biết thì là à, mới là tìm hiểu thôi nhưng mà loại câu hỏi mang tính chất năng lực tư duy năng lực ứng dụng một thực tiễn hiểu nội dung thì các bạn phải làm được loại câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất phân loại à, thì các bạn vượt qua được kỳ thi rồi các bạn lại còn phải vượt à, các bạn à, cùng, à, những bạn nữa thì chúng ta mới đậu được Chúng ta để con trỏ tặng cái mục tài liệu các bạn cần. Các bạn nhấn nó trái một lần. Để sau đó chờ cho à, phần mềm nó lót dữ liệu lên. À, vì nó nhiều mà. thì Sau khi nó lót dữ liệu lên thì các bạn sẽ thấy cái giao diện à, như trên màn hình đây. Rồi các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới. Các bạn thấy có thực hiện đề thi này. Hoặc là thực hiện lại đề thi này. Các bạn nhấn nó trái một lần. Sau xuất hiện chữ Start tiếng Anh có nghĩa là bắt đầu. Các bạn nhấn nó trái vào Start. À, sau đó các bạn chờ cho nó à, xuất hiện câu hỏi à, Vì nó cũng phải lót dữ liệu lên mà đó Thì sau đó các bạn thấy lót dữ liệu rồi Thì thi học lần đầu tiên Thì các bạn chưa cần làm bài Các bạn nhìn sang tay trái màn hình đây Có cái đồng hồ đang trừ lùi đây Nếu các bạn là thi thử à, Thì hết thời gian không làm được Còn thời gian mà các bạn làm xong Thì các bạn phải kích chuột vào chữ finish Tiếng Anh có nghĩa là hoàn thành học lần đầu tiên trong óc dữ liệu các bạn chưa có dữ liệu. Các bạn cũng nhấn nó trái chuột vào Finish, xem như mình đã hoàn thành. Rồi các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới. Các bạn thấy cái chữ nộp bài và kết thúc, nhấn nút trái và nộp bài kết thúc. Sau đó phần mềm hỏi các bạn, bạn chắc chắn nộp chưa, chắc chắn rồi, các bạn nhấn nút trái vào chữ nộp bài kết thúc. Thì thi thử thì các bạn được chọn lựa chọn một trong bốn phương án phương án, phương án nào đúng nhất các bạn chọn à, vì sao vì có trường hợp a đúng b đúng nhưng a đúng hơn hơn b thì phải chọn a đúng là gì có nội dung đúng như trong tài liệu sai là gì cái nội dung đó không có trong tài liệu và à, nội dung đó à, không đúng như trong tài liệu các bạn nhìn sang tay trái màn hình này có các uh, số thứ tự câu hỏi các bạn muốn về câu hỏi nào đó thì các bạn có thể để con trỏ tại ô câu hỏi này các bạn nhấn nó trái thì nó cũng về câu hỏi đó à, như vậy là các bạn muốn học lần sau câu hỏi nào chưa nắm tốt thì các bạn làm như vậy khi các bạn đọc à, nội dung câu hỏi này nội dung từng phương án thì các bạn phải soi thật kỹ từng từ một à, vì phân loại học viên là phải à, những bạn học lướt à, soi không kỹ thì dễ bị rớt vì vậy chúng ta phải soi kỹ từng từ, nó sai một từ là nó đã sai nội dung rồi. À, vì vậy các bạn học luật, thông tư, nghị định, à, nó chỉ cần thay đổi một từ thôi là nó đã thay đổi nội dung rồi. À, vì vậy các bạn phải đọc thật kỹ để các bạn soi, soi thật kỹ. đó, thì trong lúc ôn tập ở nhà chúng ta phải soi kỹ, thì kỳ thi chính thức diễn ra thì các bạn có thể à, có có được năng lực tư duy rồi, các bạn soi rất nhanh. thí dụ các bạn đọc câu hỏi này này nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước đó. thì chọn nội dung đúng thì trong bốn phương án A, B, C, D này đâu là nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước? thì ở đây câu hỏi này đặt vấn đề cho các bạn là các bạn phải học về nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước thì trong bốn phương án này phương án nào là nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước? đó nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước tức là các bạn chọn nội dung đúng thì ở đây các bạn quan sát không có cái phương án là tất cả các phương án hay là không có cả ba phương án như vậy các bạn tư duy ra được ngay là trong bốn phương án này chắc chắn có một phương án có nội dung đúng ba phương án còn lại có nội dung sai vì dạng câu hỏi này không có câu có không có phương án tất cả đều đúng hoặc cả ba phương án đều đúng cho nên các bạn rút ra được ngay một phương pháp tư duy đó là sẽ có một phương án đúng ba phương án sai. Vì ở đây yêu cầu các bạn chọn nội dung đúng này. Còn nếu nó có một phương án là cả ba phương án thì các bạn thấy rằng là cả ba phương án đều có nội dung đúng thì mới chọn cả ba phương án. Mà các bạn chỉ ra được một phương án có nội dung sai thì loại trừ được cái phương án là cả ba phương án. Đó. Nhưng ở đây câu này các bạn nhận diện ra không có cái nội dung cả ba phương án. đó cho nên tư duy như vậy là sau đó trên phần mềm này hướng dẫn các bạn căn cứ điều 10 và căn cứ các khoản ở đây. Tức là các bạn căn cứ điều 10, các bạn tìm ra một phương án có nội dung đúng. Đó, thì các bạn căn cứ vào điều 10. Thì các bạn kích cho vào file, các bạn mở lên, mở cái file luật kiểm toán nhà nước. Các bạn di chuyển con trỏ từ trên xuống dưới để các bạn tìm đến điều 10. Đó. À cứ từ cứ bình tĩnh các bạn học thì đây điều 10 này nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước. Thì trong cái nhiệm vụ kiểm toán nhà nước này thì các bạn đọc các bạn phải chú ý từng từ một. Đó. Thế thì ở đây các bạn thấy này. Ở đây các bạn sẽ thấy là à xoay vào khoảng khoảng 17 điều 10 hay là 15 trở lên 15 16 17 nha Các bạn xoay vào 15 16 17 thì các bạn thấy này, các bạn mà mở lên à các bạn xoay vào à 15 16 17 à, các bạn tìm đến khoảng 15, 16, 17 để các bạn học xem cái vì sao nó lại sai, vì sao nó lại đúng. Đó. Thì các bạn đọc 15, 16 này, à, 15, 16, 17 này. Đó. Ví dụ như các bạn đọc cái 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 đoạn này, à, các bạn đọc theo theo cái hướng dẫn của phần mềm các bạn đọc 15, 16, 17 trước đây này. Đó. Các bạn đọc này. 15 là tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của kiểm toán nhà nước Chúng ta chú ý ở đây là cái tổ chức và quản lý à, Công tác đào tạo à, Cái cụm từ đầu tiên là nhiệm vụ của anh là tổ chức Thì ở đây chúng ta thấy là Là tổ chức à, và quản lý đào tạo Là tại phương án D Thì đằng trước lại có cái cụm từ là chỉ đạo phối hợp đó, Chỉ đạo phối hợp à, Như vậy nó sai với nội dung Chỉ đạo là nó sai rồi việc của anh là tổ chức và quản lý anh ấy đi chỉ đạo đó như vậy là à, nó sai sai cái cụm từ đầu tiên là chỉ đạo phối hợp phối hợp với ai chỉ đạo ai công việc của anh là tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo vân vân đây là việc của mình mà lại cuối cùng là không làm mà đi chỉ đạo chỉ đạo ai đây đó từ đó các bạn sẽ suy ra được phương án D có nội dung sai và ở đây hướng dẫn các bạn là khoảng 15 điều 10 các bạn tìm ra nội dung sai sai ở đây là chỉ đạo phối hợp đó là nó không đúng đó, thay cái cụm từ này là nó sai đó, phương án d sai. Thế bây giờ sang khoảng 16 các bạn đọc này tổ chức thi cấp thu hồi và quản lý chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước đó, thẩm quyền ở đây nhiệm vụ của anh là tổ chức thi rồi nhiệm vụ của anh là cấp và thu hồi và quản lý chứng chỉ à, kiểm toán viên nhà nước đó đây chính là nhiệm vụ à, của kiểm toán nhà nước thế các bạn thấy ở đây phương án đã ở đây lại nêu phối hợp tổ chức thi cấp thu hồi và quản lý chứng chỉ kiểm toán nhà nước thì phối hợp ở đây là sai đó các bạn nên là à, tổ chức thi nhưng ở đây là phối hợp cho nên phương án B là sai sai cái cụm từ phối hợp đó rồi các bạn thấy khoản 17 điều 10 các bạn cứ xoay như vậy nha khoản 17 điều 10 đây tổ chức à, thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về kiểm toán nhà nước. Đó. Nhưng ở trong phương án này lại nêu là à, hướng dẫn thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về kiểm toán nhà nước. Thì ở đây nó sai hẳn cái cụm từ. đó Cho nên nội dung hướng dẫn này nó sai. Đây là tổ chức à, thông tin. đó Mà đây là anh hướng dẫn. Cho nên đây là nội dung sai. Phương án A là sai. Phương án B sai. Phương án D sai như vậy ba cái sai rồi thì còn lại một cái đúng đó là xây dựng và trình ủy ban thường vụ quốc hội ban hành chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đó, thì đây là nội dung đúng vì sao đúng thì các bạn để ý ở đây khoản 18 này để căn cứ vào khoản 18 thì xây dựng và trình ủy ban thường vụ quốc hội ban hành chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đây chính là nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước là có nội dung đúng như vậy ở đây thẩm quyền là được xây dựng và trình trình ai trình cơ quan nào trình ủy ban thường vụ quốc hội ban hành à, chiến lược như vậy cái chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước thì kiểm toán à, nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước là phải xây dựng xây dựng xong phải trình để ủy ban thường vụ quốc hội ban hành đó chứ còn thẩm quyền à, là chỉ được làm và trình thôi chứ không phải quyết định được à, không được ban hành mà thẩm quyền ở đây chỉ có là nhiệm vụ của anh là được trình thôi trình à, trình cơ quan nào là trình ủy ban thường vụ quốc hội đó, các bạn nắm được khoản 18 này nhiệm vụ là à, xây dựng à, chiến lược à, phát triển kiểm toán nhà nước đó là nhiệm vụ này xây dựng xong anh trình ủy ban thường vụ quốc hội để ủy ban thường vụ quốc hội ban hành đó các bạn phải nắm được khoản 18 này ý nghĩa của nó là như vậy à, chúng ta phải chú ý đây đây là nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước đó như vậy để trả lời cái này, nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước chọn nội dung đúng chính là chọn xây dựng và trình Ủy ban thường hậu thường vụ Quốc hội ban hành chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước. Loại câu hỏi này các bạn phải chuẩn bị cái tư duy à cho từng nội dung, từng phương án để các bạn rèn luyện kỹ năng tư duy. À, thì để đâu là đúng, đâu là sai. Thì từ đó kỳ thi chính thức diễn ra ra đề À, dưới dạng là hỏi về nhiệm vụ thì các bạn sẽ phản ứng được ngay các chúng ta phải luyện à, các bạn thấy là câu hỏi này các bạn không theo thuộc được đúng không? Ta, chúng ta phải hiểu nội dung đó, ví dụ chúng ta hiểu nội dung phương án đúng ở đây là 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 là, là nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước là à, xây dựng chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đó là nhiệm vụ của của anh ấy này của à, kiểm toán nhà nước sau xây dựng xong phải trình trình cơ quan nào Chỉnh ủy ban thường vụ Quốc hội, đế ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành cái chiến lược phát triển kế toán nhà nước. Đó là các bạn hiểu nội dung là ở đây là nội dung đúng. Các bạn phải tuyệt vời này, các bạn phải hiểu nội dung như vậy. Thì kỳ thi chính thức diễn ra ra đề cứ gì các bạn cũng làm được. Rồi các bạn thấy vì sao nó sai, các bạn liếc thật nhanh từng phương án. Sau khi các bạn có kinh nghiệm để tư duy câu này rồi, thì các bạn gặp các câu khác các bạn giải quyết được hàng loạt luôn. Các bạn học như vậy là các bạn học theo kiểu tư duy. Để rồi để hiểu biết nội dung để năng lực ứng dụng kiến thức và thực tiễn để các bạn giải quyết đó đây các bạn thấy là trên phần mềm hướng dẫn các bạn vì sao cái phương án này lại sai vì sao phương án lại đúng à, giới thiệu với các bạn như vậy à, như vậy là mang tính chất phân loại học viên thì các bạn phải học tương đối kỹ đấy, loại câu hỏi đó mà các bạn không chuẩn bị trước ở nhà à, ôn tập thì chính thức diễn ra kiểu gì cũng lúc túng ngay à, vì vậy các bạn phải ôn tập đến đây các bạn thấy di chuyển xuống đây có chữ next page này các bạn nhấn nút trái vào next page à, next page tức là trang sau ấy, để các bạn à, sang các cái câu hỏi ở trang sau để các bạn à, học từng câu hỏi một cứ từ trên xuống dưới như vậy để các bạn cứ bình tĩnh vì dữ liệu nó lớn thì để phần mềm nó sẽ lót dữ liệu cho các bạn Đó. thì các bạn phải học theo phương pháp tư duy như vậy thông qua cái câu hỏi tôi vừa trình bày với các bạn thì các bạn đã hình thành được cái năng lực tư duy để làm những câu hỏi mang tính chất phân loại học viên và những câu đó là những câu hỏi à, khó đấy các bạn không các bạn chuẩn bị ở nhà rồi thì nó không có nhưng nếu các bạn chưa gặp những loại câu hỏi đó cách làm đó thì kỳ thi chính thức diễn ra mà gặp cái đó là các bạn bó tay ngay này, chắc chắn là như vậy hay là các bạn đọc cái nội dung câu hỏi này kiểm toán trưởng phó kiểm toán trưởng phải là phương án a là kiểm toán viên chính phương án b kiểm toán viên rồi kiểm toán viên chính, kiểm toán viên cao cấp Như vậy phương án B có 3 giá trị à, Phương án C kiểm toán viên chính, kiểm toán viên cao cấp Phương án D kiểm toán viên cao cấp Thì đây là một cái dạng câu Mà mỗi một phương án có nhiều giá trị Thì các bạn phải có cái năng lực tư duy là à, Một phương án đúng là có tất cả các giá trị đều đúng Đó, đó là cái năng lực tư duy thứ nhất Năng lực tư, tư duy thứ hai Là nếu à, Trong các phương án mà có nhiều phương án đúng thì phải chọn phương án đúng nhất đó thì như vậy năng tư duy của câu này các bạn phải chọn hai cái kỹ năng kỹ năng thứ nhất là nội dung phương án đúng là tất cả các giá trị đều đúng nội cái kỹ năng thứ hai là trong các phương án đúng thì phương án nào đúng nhất thì các bạn chọn đầy đủ nhất đó hai câu này hình thành hai kỹ năng như vậy căn cứ vào đâu để giải quyết câu hỏi này tức là các bạn mà được đề bạt lên được bổ nhiệm là kiểm toán trưởng hay là phó kiểm toán trưởng các bạn phái à, giữ ngạch nào thì căn cứ điều 17 đây để các bạn để kích chuột vào file các bạn tìm đến điều 17 để các bạn nạp dữ liệu bỏ óc các bạn đó thì các bạn để ý điều 17 này kiểm toán trưởng này phó kiểm toán trưởng này thì các bạn nạp vào dữ liệu bỏ, bỏ óc các bạn thì các bạn sẽ thấy là à, kiểm toán trưởng phó kiểm toán trưởng phải là kiểm toán viên chính trở lên đó phải là kiểm toán viên chính trở lên như vậy ngạch kiểm toán thì nó có 3 ngạch ngạch thứ nhất là kiểm toán viên ngạch thứ hai là kiểm toán viên chính ngạch thứ ba là kiểm toán viên cao cấp như vậy tính từ chính trở lên thì chỉ có hai giá trị thôi đó là kiểm toán viên chính và là kiểm toán viên cao cấp có hai giá trị thỏa mãn thôi. À, vì nó có ba ngạch mà kiểm toán viên thì không thỏa mãn rồi, kiểm toán viên chính thì thỏa mãn câu này, kiểm toán viên cao cấp thì thỏa mãn câu này. thì như vậy sẽ có hai giá trị thỏa mãn đó là kiểm toán viên chính, à, giá trị thứ hai là kiểm toán viên cao cấp. như vậy à, kiểm toán viên kiểm toán trưởng phó kiểm toán trưởng thì phải thỏa mãn là đang giữ ngạch. À, giữ ngạch kiểm toán viên chính hay là à, giữ ngạch kiểm toán viên cao cấp Đó, căn cứ vào khoản 3 à, để giải quyết câu hỏi này căn cứ khoản 3 điều 17 thế thì các bạn hiểu được nội dung này rồi thì các bạn à, duyệt từng phương án với kỹ năng tư duy thứ nhất là phải có hai giá trị cùng đúng chẳng hạn tất cả các giá trị đều đúng thí dụ các bạn thấy là kiểm toán viên chính đây là một giá trị đúng à, phương án a phương án d kiểm toán viên cao cấp cũng là một giá trị đúng. Phương án C kiểm toán viên chính, kiểm toán viên cao cấp. Phương án C có hai giá trị, à, hai giá trị này đều đúng. Đó. Phương án B kiểm toán viên, kiểm toán viên chính, kiểm toán viên cao cấp thì phương án B có ba giá trị, có ít nhất một giá trị sai kiểm toán viên à, là sai, à, cái kiểm kiểm toán trưởng phó kiểm toán trưởng à, kiểm toán viên à, giữ ngạch này thì khi chưa chưa đáp ứng được yêu cầu thế cho nên phương án B có một giá trị sai cho nên bị loại trừ. Đó, có một giá trị sai. Như vậy kỹ năng à, thứ nhất là các bạn thấy là có phương án B có một giá trị sai cho nên anh bị loại trừ. Phương án C kiểm toán viên chính, kiểm toán viên cao cấp có hai giá trị đều đúng. Cho nên phương án C là phương án đúng. Thế thì phương án A cũng đúng, phương án D cũng đúng nhưng mà C đúng nhất, đầy đủ nhất. Đó, cho nên chúng ta có hai kỹ năng tư duy cho câu này kỹ năng thứ nhất là phương án đúng là tất cả các giá trị đều đúng, phương án sai là quý nhất một giá trị sai. Như vậy phương án A có một giá trị là đúng thì nó cũng là đúng này Phương án D có một giá trị đó kiểm toán viên cao cấp, cấp cũng đúng, nhìn là, là à, à, kiểm toán viên chính, kiểm toán viên cao cấp, cấp cũng đúng. Như vậy trong câu này có 3 phương án đúng, phương án A đúng này, phương án C đúng này, phương án D đúng này. Thì trong ba cái đúng này, cái nào đúng nhất, đầy đủ nhất thì các bạn chọn đó là phương án C kiểm toán viên chính kiểm toán viên cao cấp đó Ở trong ba cái đúng thì cái 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 C là đúng nhất đầy đủ nhất còn B đương nhiên là sai bị loại trừ thì kỹ năng tư duy theo là sai đó là có ít nhất một giá trị sai cho nên nó bị uh, loại trừ đó một câu mà các bạn phải dùng tới hai kỹ năng để tư duy đó thì các bạn hình thành câu này có hai kỹ năng để tư duy để giải quyết câu hỏi này đó các bạn thấy trắc nghiệm này rất tuyệt vời Câu hỏi trắc nghiệm là nó rất khoa học à, Các bạn phải có năng lực tư duy Chứ còn các bạn chưa có năng lực tư duy Thì các bạn sẽ thấy là câu hỏi trắc nghiệm nó rất khó đó Đó Học trên phần mềm của thầy là các bạn giải quyết được, để được Năng lực tư duy Hướng dẫn cho các bạn trên nền vàng rất là cụ thể Các bạn rỗi lúc nào đăng nhập lúc đó Để các bạn học Để nghe video của thầy xong thì các bạn đăng nhập phần mềm các bạn học À, theo cái phương pháp tôi vừa trình bày với các bạn Là các bạn hiểu nội dung Các bạn thấy rất sâu sắc à, Rất tuyệt vời à, Xin giới thiệu với các bạn như vậy à, Các bạn có thể à, Làm câu hỏi tiếp theo Tôi giải thích với các bạn câu hỏi tiếp theo Đâu không phải là ngạch Của kiểm toán viên nhà nước à, Đây là hỏi không phải Thì các bạn sẽ có năng lực tư duy Các bạn đã học phần mềm của thầy rồi Thì câu này là các bạn năng lực tư duy ngay Đó là À không phải thì phải tìm ra ba cái phải trừ ba cái phải đi còn một cái không phải cứ thay đổi một cách không phải chúng ta có một câu hỏi mới như vậy các bạn giải quyết được hàng loạt câu hỏi đó. học một biết mười chứ các bạn không bạn chạy show được chạy show để làm sao mà đi tìm là giải quyết hết được một loạt câu hỏi các bạn chỉ học một câu hỏi thôi là hình thành năng lực tư duy là ứng dụng vào thực tiễn luôn đó là loại câu hỏi không phải thì tìm ra ba cái phải, còn cái là không phải đó, đó là học rất bài bản này. còn kỳ thi chính thức diễn ra, các bạn có năng lực tư duy rồi, thì các bạn liếc một phát là các bạn tìm ra được ngay cái không phải đó. À, còn đấy các bạn giải quyết ở nhà là các bạn thi các bạn giải giải quyết được rất nhanh. thế thì căn cứ vào đâu để giải quyết câu hỏi này? thì căn cứ vào điều 3 các bạn tìm ra ba phương án phải tức là đúng, đấy, dùng phương pháp loại trừ suy ra phương án còn lại có nội dung sai tức là nội dung không phải đó Để hướng dẫn cho các bạn cái phương pháp tư duy trên cái nền vàng này phương án đúng là g connect answer kiểm toán viên cán sự đó thì đây là cái nội dung không phải thế thì vì sao nó lại không phải thì các bạn phải nạp dữ liệu điều 20 thì các bạn không nên học chỉ không một cách không phải thôi tức là các bạn học vẹt thì các bạn đọc nội dung câu hỏi các bạn học nội dung phương án thì kỳ thi chính thức diễn ra chắc chắn lung tung ngay Hắn không rơi vào đó là bó luôn. Đó. vì vậy các bạn phải biết được vì sao nó lại là kiểm toán viên à, là à, kiểm toán viên căn sự không phải là ngạch kiểm toán viên mà các phương án khác lại là ngạch kiểm toán viên nhà, nhà nước. Đó. các bạn phải 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 nạp đầy đủ dữ liệu là cái phải à, chứ không phải nạp dữ liệu cách không phải mà phải nạp dữ liệu cái phải. Đó, Hãy giới thiệu với các bạn như vậy này. còn cách không phải thì nó liên tục biến động thì làm sao mà nạp hết được? chỉ nạp cái phải thôi nha đó nạp dữ liệu bóp các bạn cái phải cái phải ở đây là gì đó là kiểm toán viên chính kiểm toán viên cao cấp kiểm toán viên đó là ba cái phải đấy rồi trừ ba cái phải đi một còn lại một cái không phải đó là kiểm toán viên cắt sự đó. mà khi hỏi không phải thì các bạn cứ trừ ba cái phải đi thì còn một cái không phải cho nên khi học phải nạp dữ liệu vào óc các bạn là nạp dữ liệu cái đúng đó là à, căn cứ điều 20 các bạn lại mở file lên các bạn à, di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn tìm đến điều 20 thì các bạn đọc này các ngạch kiểm toán viên nhà nước thì, thì khoản 1 kiểm toán viên nhà nước gồm các ngạch thì có 3 ngạch thôi à, kiểm toán viên được kiểm toán viên chính kiểm toán viên cao cấp đó thì các bạn chú ý ở đây là có 3 ngạch khoản 2 tổng kiểm toán nhà nước đó à, quyết định bổ nhiệm miễn nhiệm các ngạch kiểm toán viên nhà nước như vậy ai có thẩm quyền à, quyết định bổ nhiệm miễn nhiệm các ngạch kiểm toán viên nhà nước à, thì các bạn giải quyết được câu hỏi ngay nữa là tổng kiểm toán nhà nước à, thì khoản 2 để giải quyết được là các bạn học để các bạn thi vào kiểm toán nhà nước các bạn phải nắm được à, trong cái kiểm toán nhà nước có bao nhiêu ngành à, rồi ai có thẩm quyền để bổ nhiệm miễn nhiệm à, các ngành kiểm toán viên nhà nước, đó thì các bạn nạp dữ liệu vào bộ óc các bạn à, ở đây là à, các ngành kiểm toán viên nhà nước rồi thẩm quyền à, quyết định bổ nhiệm miễn nhiệm các ngành kiểm toán viên nhà nước như vậy có hai khối kiến thức để nạp vào bộ óc các bạn là các bạn hiểu nội dung điều 20 mươi à, đó là mình hiểu nội dung này hiểu nội dung ở đây là gì hiểu kiểm toán viên nhà nước có ba ngạch tên các ngạch ở đây các bạn phải À, ghi nhớ, rất dễ nhớ thôi Đúng không? Kiểm toán viên Cứ từ thấp lên cao, kiểm toán viên chính Kiểm toán viên cao cấp Rồi sau đó là ai có thẩm quyền bổ nhiệm Miễn nhiệm các ngạch này Đó là tổng kiểm toán nhà nước đó. Như vậy các bạn nạp xong dữ liệu bóc Các bạn rồi, thì gặp câu hỏi Trách nghiệm rơi vào điều 20 này Thì chắc chắn các bạn giải quyết rất tốt à, Sau đây à, Chúng ta áp dụng Ứng dụng ngay cái điều 20 giải quyết câu hỏi này Đúng các bạn đọc phương án A, kiểm toán viên chính, đúng rồi. Phương án C, kiểm toán viên cao cấp, đúng rồi. Phương án D, kiểm toán viên đúng rồi. Như vậy có 3 phương án đúng. Thì suy ra phương án còn lại, kiểm toán viên căn sự là không phải ngạch kiểm toán viên nhà nước. Đó. Chúng ta thay đổi cái phương án không phải đi. Thì chúng ta có một nội câu hỏi mới. Thí dụ các bạn thay đổi phương án B, kiểm toán viên trung cấp. đó Thì đây có chữ cao cấp thì thay cái chức trung cấp cái thì cái nội dung phương án à, kiểm toán viên trung cấp cũng không phải là ngạch kiểm toán viên nhà nước Đó, chúng ta thấy tuyệt vời không này Quá tuyệt vời luôn Đó, các bạn nên học theo phương pháp mà à, tư duy à, hay là các bạn bắt đầu có kiến thức điều 20 rồi các bạn làm được câu hỏi khó hơn một chút à, đâu là ngạch của kiểm toán viên nhà nước thì a b c d ở đây mỗi một phương án có nhiều giá trị thì các bạn lại áp dụng kỹ năng tư duy là phương án nào có tất cả các giá trị đều đúng thì nó là phương án đúng. À, phương án sai có ít nhất một giá trị sai. Thì ở đây cũng căn cứ điều 20 thì trong điều 20 các bạn đã, đã nạp dữ liệu bó các bạn rồi. Thì các bạn thấy phương pháp tư duy ở đây là tìm ra phương án đúng là có tất cả các giá trị đều đúng. Hướng dẫn trên nền vàng này, phương án sai là có ít nhất một giá trị sai. Thì các bạn duyệt này, phương án A kiểm toán viên căn sự À, đến đây là có một giá trị sai rồi các giá trị sau các bạn không cần phải duyệt nữa thì nó là phương án sai phương án b kiểm toán viên sơ cấp Rồi à, đến kiểm toán viên trung cấp hai giá trị đều sai rồi phía sau không cần duyệt nữa à, có ít nhất một một giá trị sai là nó bị loại trừ rồi phương án c kiểm toán viên kiểm toán viên chính kiểm toán viên cao cấp như vậy c cả ba giá trị đều đúng thì nó là phương án đúng rồi phương án d vì sao sai kiểm toán viên thì đúng này Kiểm toán viên chính thì đúng này Kiểm toán viên trung cấp là sai Kiểm toán viên cao cấp thì đúng Như vậy phương án D có 4 giá trị Thì có một giá trị sai Cho nên nó là phương án sai à, Các bạn thấy tuyệt vời không này? Khi các bạn đã có năng lực tư duy rồi Các bạn hiểu nội dung rồi Thì ra kiểu gì các bạn cũng làm được à, Tin chắc với các bạn là như vậy Các bạn sẽ vượt qua được kỳ thi à, Môn kiến thức chung ở vòng 1 à, Giới thiệu với các bạn như vậy Các bạn muốn học lại cái mục này hoặc là học cái mục khác thì các bạn thấy cái chữ một la mã này kiến thức chung này nhấn nút trái thì nó quay lui lại cái 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 trang mà chúng ta à, bạn nãy rồi các bạn lại chọn các tài liệu các bạn học thôi các bạn muốn bảo mật cái mật khẩu của mình thì làm nào các bạn chỉ mũi tên chuột vào góc phải trên cùng màn hình có hình người này nhấn nút trái thì xuất hiện chữ thoát thì các bạn thoát ra khỏi phần mềm như vậy mỗi khi chúng ta nghĩ không muốn làm việc trên máy tính nữa thì hãy thoát ra khỏi phần mềm để thoát ra khỏi phần mềm để bảo mật cái mật khẩu của mình và an toàn phòng chống cháy nổ Trong máy tính à, quy trình sử dụng máy tính là ba bước thì các bạn cứ tuân thủ theo ba bước à, là như vậy tức là à, khi không làm việc nữa hãy thoát ra khỏi phần mềm shut down Windows tắt nguồn điện máy tính như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm thông qua học à, tài liệu luật kiểm toán nhà nước các tài liệu khác hoàn toàn tương tự các bạn có nhu cầu kết nối Zalo với thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0912 596 hoặc 0943 để được hướng dẫn sau khi các bạn kết nối Zalo các bạn nhận được tin nhắn video à, bài giảng của thầy các bạn xem video bài giảng của thầy à, miễn phí phần mềm hình thức trắc nghiệm .vn, phần mềm phi lợi nhuận à, các bạn có nhu cầu à, học câu hỏi trắc nghiệm hãy kết nối Zalo với thầy giáo các bạn xem video của thầy hay và bổ ích nếu chưa chạm tay vào nút đăng ký trên YouTube tức là đăng ký kênh của thầy đấy thì hôm nay các bạn hãy chạm tay vào nút đăng ký để chuyển thành đã đăng ký thì các bạn nhận được hai tiện ích tiện ích thứ nhất là các bạn xem video bài giảng theo từng mục tiện ích thứ hai có video bài giảng mới các bạn nhận được sớm nhất các bạn có thể chia sẻ video của thầy cho các bạn khác xem còn riêng mật khẩu đăng nhập phần mềm thì các bạn là phải bí mật à, vì sao lại bí mật thì như thầy nói ban đầu ấy, thì người khác biết được đăng nhập phần mềm nó xung đột với các bạn các bạn không đăng nhập được cũng giống như kỳ thi chính thức diễn ra số mẫu danh của bạn nào bạn vào chứ làm sao vào chung được đúng không rất tuyệt vời Để chúc các bạn thành công